Chào anh chị, đây là lô trai mô giả hạc Đắk Lay và trai mô Ngọc Điểm. Cây cả hai loại đều đủ tuổi ra trai rồi. Giả hạc Đắk Lay thì mỗi trai nó khoảng 25 cây. Dễ đấy. Mỗi chai khoảng 25 cây. Đây, bộ rễ của nó rất khỏe. Cây. Và Ngọc Điểm. Ngọc Điểm thì mỗi chai khoảng 30 cây. Ngọc Điểm thì em đang có hai màu, màu đỏ và màu đỏ đốm. Giả hạc Đắk Lay thì là cây gieo hạt. Cây gieo hạt hoa xổ số. Anh chị mua hàng thì có thể đặt hàng ở trên website. Anh sẽ để đường link ở bên dưới. Hoặc liên hệ qua số 0963 090 463 để đặt hàng. Em cảm ơn.